Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Mitsubishi Xpander nhé. Chiếc xe nằm trong phân khúc MPV 7 chỗ đa dụng, giá rẻ cực kỳ ăn khách của nhà Mitsubishi. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp những ngày giữa tháng 10 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá cực kỳ mạnh ở cái thời điểm giữa tháng 10 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Xpander đa dụng rộng rãi này sẽ có thể làm được. Hiện tại Xpander được tăng cường giảm lên đến 100% thuế trước bạ được trừ trực tiếp vào giá xe. Ở thời điểm này thì anh em dễ dàng là cân đối và quyết đoán để vào cọc hơn. Với những cái chính sách giá bán cụ thể chi tiết như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Hiện tại Mitsubishi anh em sẽ có 4 sự lựa chọn, bao gồm có một phiên bản MT được sản xuất và lắp ráp ở trong nước và được hưởng cái chính sách giảm thuế, còn 3 cái phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có cái mức ưu đãi lên đến hơn 100% thuế trước bạ từng phiên bản anh em nhé. Chi tiết cụ thể mời anh em theo dõi. Đầu tiên là cái phiên bản Xpander Cross, phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, có cái mức giá giảm trên 100% thuế trước bạ anh em ạ. Mức giá limit đề xuất của phiên bản Xpander Cross này đang có mức giá là 698 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại giảm trên 100% thuế trước bạ, giá xe còn lại đâu đó chỉ vào khoảng 625 triệu thôi. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 729 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 716 triệu, trả góp thì đang là 179 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 698 triệu, trả góp thì đang là 161 triệu. Đó, mức ưu đãi của phiên bản Xpander Cross đang có mức giá cực kỳ tốt. Tổng lăn bánh em đang chia sẻ đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi, như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí dịch vụ đăng ký trọn gói anh em nhé. Thời điểm này đại lý bên em đang rất nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Nếu anh em cảm thấy phù hợp với mức ưu đãi em đang chia sẻ thì hoàn toàn có thể gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ một cách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Xpander MT, phiên bản số tự động, phiên bản số sàn anh em ạ. Em xin lỗi, phiên bản số sàn. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 560 triệu. Mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại, đại lý bên em đang hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Khi đi đăng ký thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 50% lệ phí trước bạ nữa. Tức là thời điểm này, mức ưu đãi ở thời điểm này anh em sẽ được hưởng ưu đãi kép lên đến 100% thuế trước bạ anh em nhé. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 530 triệu thôi anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 587 triệu. Trả góp thì đang là 133 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 582 triệu, trả góp thì đang là 128 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 563 triệu, trả góp thì đang là 109 triệu. Đó, mức ưu đãi cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Giá xe của nó đang rất là tốt. Khi mà anh em mà không cân nhắc sớm thì nghiễm nhiên chính sách giá bán bị co lại thì anh em bị mất cơ hội mua xe với mức ưu đãi tốt như vậy anh em nhé. Và tiếp theo em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Xpander Premium. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 658 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này, mức ưu đãi của đại lý bên em cũng giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 100% thuế trước bạ anh em nhé, lên đến 100% thuế trước bạ được trừ trực tiếp vào giá xe anh em ạ. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện và quà tặng nữa thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 690 triệu,
trả góp thì đang là 183 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 677 triệu, trả góp thì đang là 170 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 659 triệu, trả góp thì đang là 152 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mitsubishi Xpander ở cái thời điểm giữa tháng 10 năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ một cách tốt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em, cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.